chú Mười nói này là mộ của ông. Dạ của ông, mà ông thủy tổ của mình tự ngoài quế vô. Dạ không, mình quay mình nói để cho sau này gửi về bển cho mấy đứa con của tôi nó hiểu cho tôi, để nhiều khi nó cũng không có rành trong phong tục, nó biết đâu sau này nó cũng có dịp nó về với này thăm viếng được. Mình đây còn không biết đâu. Dạ, dạ, dạ. Làm sao thất bổn vậy? Đây là chú Mười với ba đó là anh em chú bác. Còn đây là ông thủy tổ ở Tự Nguyễn vô. Còn bên đây là chú Mười nói là bên đây là mộ của bà, cũng tức là vợ của ông thủy tổ. Dạ. Ừ. Bên đây là mộ của bà. À, hai ông bà không biết lý do gì nằm cách nhau chắc cũng khoảng cỡ 5 thước tây. À, hay là có thể cái phong tục hồi xưa nó vậy cũng không biết, hay là như thế nào thì mình cũng rành. Chứ còn mộ thì hồi đó giờ nghe nói nó cũng yên một chỗ chứ cũng không có bị phải di dời. Dạ, dạ. Dạ, dạ, chắc vậy quá. Dạ. Dạ. Nhưng mà tên của ông bà thủy tổ này chắc mình đâu biết hả? Biết hả? Ở trong gia phả của ghi không có, mình không có lập cái gia phả mà cái truyền miệng nhau là nói vậy, đây. Vậy hả? Dạ, dạ. Ông này như là tên học. Tên học hả? Đỗ Văn Học. Đỗ Văn Học hả? Ông bà không biết tên. Vậy hả? Đỗ Văn Học. Ông thủy tổ tên là Đỗ Văn Học. Còn bà thì chú Mười nói cũng không được rõ lắm. Nếu vậy thì những ngôi mộ này có thể cỡ chừng ngoài 100 năm rồi không? Chắc trên 100 năm. Dạ. Nói rồi nói lại, không biết người, không biết chính xác. Dạ. Không biết ông nằm đâu. Lấy cái mộ này là lấy cốt vô đây. Chôn. Ủa vậy sao? Ủa vậy sao hồi lúc trước mình có nghe nói là ông bà thủy tổ mình mới vô đây đó thì lập nghiệp chứ vấn đề tài sản thì cũng chưa có nhiều, rồi tới cái đời con mới mua ruộng mua đất đồ nhiều. Hay là tới chừng đời con mua ruộng đất nhiều rồi mới khi mà ông bà mất thì mới đem an táng ở đây cũng không chừng, thấy không? Dạ. Thật ra thì mình có thể chú hiểu rõ không chứ tôi cũng không hiểu rõ lắm. Yeah. Nhiều khi tìm miệng lại với nhau. Nó vậy. Dạ, mình chỉ ước đoán vậy thôi. Dạ. Cái gia phả nó chính thức. Dạ, dạ. Nó không có rành. Ở đây mình không rành, bên đây nữ ở bên đây nam. Dạ. Nhưng mà với mấy trăm năm như vậy mà cái đá ông nó vẫn còn, nó cũng vẫn còn có cái dáng của một cái ngôi mộ ha. Nó cũng không có bị mòn hết. Ủa còn ở bên đây? Ở bên đây chính biết không chính? Bên này là mộ của ông bà, tức là con của ông bà thủy tổ không? Hay là sau đó nữa? Anh hai chắc nó cũng đâu nghe nói ba nói mộ của ai hả? Dạ. Yeah. Chú mười biết ngôi mộ này của ai không chú Mười? Của con ông bà thủy tổ không? Vậy hả? Ồ dạ, đời thứ hai. Còn cái đời trong ở trong đá xanh kia là đời thứ ba. Vậy hả? Trong kia là mộ của ông đá xanh là mộ ông Đỗ Văn Bằng. Không, nhưng mà đều tới đời thứ ba, thứ tư chứ không hay là đời thứ hai? Đó hả? Còn đá xanh trong kia? Thứ ba. Thứ ba hả? Dạ, dạ. Dạ.
hồi mới, nhưng mà giờ thì thấy nó cũng nứt bể rồi. Những ngôi mộ này là những ngôi mộ mà lấy cốt từ ở trong cầu sập ra khi mà con kinh cầu sập đào cầu kinh mới đó, thì đi ngang cái khu mộ này ra, những người nằm ở đó phải bắt buộc phải bị di dời. Rồi đây, à đây có thêm cái, đây có thêm cái khu mộ đá ông nữa nè. Này chắc ông này chắc có lẽ cũng đời thứ, nằm trong đời thứ nhì quá, thấy cái dạng của mộ giống giống quá, hay giống nhau. Rồi hay gửi về bà con coi, hãy nếu một chút nữa có rảnh thì quay tiếp, còn hãy nếu không thì bao nhiêu đây chắc cũng lại cũng tạm đủ. Giờ quay đại khái đi, lát làm sạch sẽ quay lại.